tầm chặn web đen. Một số người dùng gần đây cho biết, những trang web phim người lớn ở nước ngoài không thể truy cập từ thiết bị di động. Mới đây có thêm những chia sẻ về việc người dùng mạng FPT cũng không thể truy cập vào các trang web này. Thử nghiệm từ thiết bị di động cho đến máy tính, hầu hết các trang web đều không thể truy cập từ dùng 4G của mobile phone, Vinaphone, Viettel và mạng FPT. Liên hệ với một số đại diện nhà mạng, hầu hết đều cho biết, họ không đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc này và cũng không xác nhận đã thực hiện việc khóa truy cập vào những web đen trao đổi với một số người dùng đặc biệt là bậc phụ huynh đều tỏ ra đồng thuận với việc chặn web đen một số người dùng cũng đề nghị các nhà mạng và những nhà cung cấp internet còn lại nên chặn những trang web này tạo ra môi trường internet an toàn với người dùng đặc biệt là giới trẻ